Khoan để em qua. Ok mọi người, thì hôm nay là do là ngày đầu tiên em hướng dẫn mọi người, thì đây cũng là lần đầu tiên em thuyết trình trước tất cả mọi người, cho vậy là có những cái lỗi sai hay là những cái gì chưa được thì mong mọi người góp ý ở cuối buổi cho em nha. Thì như mọi người cũng đã biết thì trong tiếng Anh của chúng ta sẽ có 13 thì trong tiếng Anh. Thì 13 thì phải không? Và nó sẽ được chia ra làm ba mốc thời gian cơ bản, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ phải không? Và nó cũng quá khứ, hiện tại và tương lai, và nó chia ra làm các thì khác nhau, bao gồm là các thì đơn, các thì tiếp diễn, các thì hoàn thành và các thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. No. Và các thì hoàn thành tiếp diễn. Và một cái thì nữa đó là thông thường theo khi mà em hỏi những bạn khác đó, thì mấy bạn thường nói là 13, 12, chỉ có 12 thì trong tiếng Anh. Nhưng thực ra nó tới tận 13 thì trong tiếng Anh. Đó, nó còn thêm một cái thì nữa đó là thì tương lai gần trong tiếng Anh. Và trong trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về thì đầu tiên trong tiếng Anh, đó là thì hiện tại đơn. Simple present tense. Thì đối với em thì em sẽ gì trình bày theo một cái cách gọi là nó ngắn gọn thôi, và em sẽ chia một cái thì ra, em sẽ chia ra làm nhiều buổi chứ không 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 gộp chung vào một buổi. Để em nghĩ là gì, cái việc chia ra nhiều buổi thì mọi người sẽ có cái thời gian để mọi người thực hành hơn. Và vì vậy thì em sẽ một cái phần thì em sẽ thường sẽ chia ra làm hai hoặc là ba buổi ha, mỗi một ngày mình sẽ học một ít thôi, và quan trọng là khi mình học xong và mình sẽ thực hành được những cái gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái cấu trúc của thì hiện tại đơn trong tiếng Anh. Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem cái ví dụ ở đây. Bây giờ em sẽ mời một anh chị nào đó có thể là đọc cho em lên những cái ví dụ được không ạ? Hiện tại thì mình chưa thấy bàn tin chiếu nữa. Dạ. Dạ. Dạ là hồi. Dạ. Rồi bây giờ em mời một bạn đi. Anh chị nào có hay đọc được thì có thể là đọc ra luôn đi ạ. Thôi. Tại vì em đang chia Chưa sẻ cái xem màn hình. mặt Bạn chưa chia sẻ bằng xem màn hình. ơi. Chia sẻ màn hình ha. Dạ. Để em coi lại. Ôi trời, lần đầu làm gung quá. Mọi người thấy cái màn hình chưa ạ? Dạ. Dạ thế rồi. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ mời anh chị nào có hay đọc lên giùm em các ví dụ được không ạ? Câu số 1. Me. Ok. Dạ em mời I love. chị. Okay, I love to cook at the Ok sir. Tiếp tục ví dụ số 2. You You often get up early to catch the You bugs. But, ok. Tiếp tục ví dụ số 3. They So they generally believe that men build the house and women make it home. Ví dụ ở ví dụ số 4, em mời một anh chị nào đó có thể đọc được không ạ? The rich usually spend a lot of money going to around the world. Ok, so thì như
Thì mọi người nhìn vào cho em bốn cái ví dụ ở đây. Thì mọi người sẽ xác định cho em là cái chủ từ trong câu này là gì ạ? Cái chủ từ trong câu này là gì ạ? I, you, they. They and the rich. Okay, the rich. Okay, so tiếp tục mọi người hãy xác định cho em là cái động từ trong câu này là gì ạ? Love. Love. No. Get up. Get up. Okay. Believe. And spend. So ở câu số 3 thì ngoài cái chữ believe, chúng ta còn có cái chữ là build from và make from. Thì mọi người có thể thấy đó là giữa, chúng ta có thể thấy được giữa cái mối quan hệ giữa chủ từ và động từ trong câu này. Phải không? Đó là gì? Đối với cái chủ từ là, đối với cái chủ từ là I, we, you, they và the cộng cho tính từ. Ở đây em xin nói một chút nha. The cộng cho tính từ nó là một cái điểm ngữ pháp rất là hay luôn mà em đã học được ở chương trình tiếng Anh lớp 10. Phải không? Đó là gì? The cộng với tính từ để thành lập danh từ chỉ một nhóm người trong xã hội. Và hay sao the cộng với tính từ nó sẽ chia theo dạng số nhiều. Vậy ở đây mọi người có thể thấy được cái mối quan hệ giữa cái chủ từ và cái động từ trong câu này ở khi nó ở hiện tại đúng không? Đối với cái chủ từ là I, we, you, they hoặc là the cộng với tính từ, đúng không? Thì động từ ở nó ở phía sau nó khi nó ở hiện tại đơn thì nó luôn chia ở dạng động từ nguyên thể, tức là ở dạng là nguyên thể không có chia. Thế còn vậy một câu hỏi đặt ra là ngoài những cái hằng chúng ta vừa liệt kê ra thì còn có những cái hằng nào nữa? Thì bây giờ mọi người sẽ nhìn tiếp tục, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tới cái ví dụ thứ hai. Ở cái ví dụ thứ hai này chúng ta sẽ có một cái bài tập nhỏ nhỏ như sau, đó là mọi người sẽ nhìn vào cái đoạn văn này và mọi người sẽ tìm ra những cái động từ để hoàn thành cái bản này. Và những cái động từ này đó chính là những cái hành động của những cái con kiến ants, from những cái con kiến. Và bây giờ em sẽ mời một anh chị nào đó có thể đọc cho em cái đoạn văn này được không ạ? Hello. Hello. Ok, nếu như không có anh chị nào đọc thì em sẽ thử đọc nha. Nếu như có những cái lỗi sai nào thì có gì mọi người góp ý giúp em nha. Ok, so daughter bus. Most people don't like bus, but daughter Mike Murphy loves them. In fact, his nickname is Dr. Buzz. He is a photographer and an entomologist. An entomologist studies buzz. Dr. Murphy's favorite bug is the ants. He goes on over the world to study ants. He catches them as they eat, work, rest, sleep and fight. He tests photographs of the ants. He lies on the ground with his camera and waits for the right moment. The ants others buzz often bet him. But that doesn't stop Dr. Buzz. He has an interesting and unusual job, and he loves it. Okay, so bây giờ có anh chị nào có thể tìm ra những cái động từ, những cái hành động của con kiến trong cái câu này được không ạ? Hello. Cái bài nó nhỏ quá, chị không nhìn thấy gì luôn em ơi. Thì ở đây thì em sẽ nói luôn nha. Thì ở đây mọi người có thể thấy đó là gì? Cái động từ like.
Thưa thầy, đó là gì? Eat là ăn, work là làm việc, rest là nghỉ ngơi, sleep là ngủ, and fight là chiến đấu. Ngoài ra nó còn có cái từ gì nữa? Bite là cắn không? Thì ở đây mọi người có thể thấy đó là gì? Ants, nó là danh từ số nhiều không? Thì theo sau danh từ số nhiều thì động từ nó cũng chia ở dạng nguyên thể khi nó ở thì hiện tại đơn. Tiếp tục mọi người sẽ nhìn vô. Thì vậy ở đây em sẽ có một cái bản tóm tắt là như là gì? Đối với cái chủ từ là I, we, you, they, danh từ số nhiều hoặc là the cộng với tính từ, thì theo sau nó động từ khi ở thì hiện tại đơn sẽ là động từ ở dạng nguyên thể. Ví dụ số 2. Em mời một số anh chị nào có thể đọc giúp em không ạ? Hello. Yes, okay. Okay. Yeah. He likes reading detective he likes reading detective story in the morning. Okay. Because and she is her grandmother's once a week. Anh Tư có thể tắt bớt một máy đi, tại vì anh để hai máy mọi người không nghe được. Yeah. Echo. Hey, good. Okay. Hi, Yes, okay. She goes and see her grandmother's one a week. It usually rains cat and dog every morning. Someone tells truth. Once a week. Yeah. Once a week. Yes. Usually rains cat and dog every morning. Ở đây rains cat and dog có nghĩa là mưa như chút nước vậy, mưa rất là lớn luôn. Rồi ở đây mọi người sẽ thấy ở đây đó là gì, mọi người sẽ tìm cho em cái chủ từ cho có trong bốn câu này. He, she, it, someone. Yeah. Ok, cái động từ có trong câu này. Read, go, see. Okay. Ring. Help. Help. Ok, so thì help. Mọi người có rồi tiếp tục, mọi người có thể thấy tiếp tục cái mối quan hệ giữa động từ và chủ từ câu này đó là gì? Đối với cái chủ từ là he, she, it và someone, nó chính là hàng đại từ bất định đấy mọi người. Đại từ bất định. Thì đối với cái chủ từ là he, she, it, danh từ số hoặc là hàng đại từ bất định, thì động từ khi nó ở hiện tại đơn nó thêm s hoặc là es vào phía sau động từ. Vậy còn cái trường hợp nào nữa không? Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái bài hồi nãy ha. Thì do cái màn hình nó nhỏ quá cho nên là em tìm cho mọi người ha. Những cái hành động của ông Dr. Bus là phải không, là cái ông Dr. đây phải không, đó là ông loves, ông yêu hết, ông studies from, ông đi là ông nam take has okay take à chụp ảnh yes còn mà chờ đợi còn wait bye has has hey has loves it loves it nó là có một cái hành động thế này, cái chủ
concert. Từ hiện đại từ bất. Ở đây danh từ không ví dụ như là water, for, hoặc là gì? Sugar là đường, phải không? Là những cái danh từ không đếm được. Thì theo sao động từ của nó cũng chia ở dạng số ít. Vậy đối với cái chủ từ là he, she, it, danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được hoặc là hàng đại từ bất định thì theo sao khi động từ ở hiện tại đơn thì động từ xem s hoặc là es. Ô vậy rồi. Vậy mấy anh chị lại đặt ra một cái câu hỏi cho em như thế này. Vậy khi nào động từ mình thêm s, khi nào động từ mình thêm es? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Thì khi động từ tặng cùng là, khi động từ tặng cùng là cái chữ cái ở đây o vòng o s s s h c h hoặc là z form. Thì ở đây em trong trường em sẽ có một câu thần chú không? Nhớ đó đi. Ở xe mà lên hết ra chứ nó cũng đi lớn 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 chấm đầu mũi đầu ạ. Nếu các bạn online có thể tắt mic được không? Để bạn đạt có thể dài gì hơn. Rồi. Thì khi động từ tặng cùng là những cái hàng này thì động từ chúng ta sẽ es vào phía sau. Còn nếu như những động từ không kết thúc bằng những cái hàng này thì động từ sẽ thêm s thôi. Vâng. Ví dụ như là chúng ta có từ go. Vâng. Do tặng cùng là chữ oi. Vâng. Do vậy chúng ta sẽ nó có nằm trong cái nhóm của ở trên, do vậy chúng ta sẽ thêm es vào. Chúng ta sẽ biến từ đó thành từ girls. Vâng. Ví dụ như từ bus, from từ fish. Ở đây em ghi dư một cái chữ s nha mọi người, cái chữ fish đây. Từ Chris, from to watch hoặc là to watch, from. Thì ở đây cột là gì? Khi một động từ tặng cùng bằng âm y dài, trước đó là một phụ âm. Ở đây phụ âm là những cái âm mà nó không phải là cái không phải là nằm trong nhóm là o u a e i ấy, phải không? Thông thường người ta gọi là oải oải ấy, phải không? Thì lúc này vậy em à, bây giờ anh đến đây rồi. Thắng làm không? Không thử được bạn. Thì lúc này ta sẽ bỏ âm y dài ra và thêm e s vào phía sau động từ, hoặc có những cái nơi khác thì họ sẽ nói là gì, biến âm y dài thành âm y ngắn sau đó thêm e s vào phía sau, phải không? Ví dụ chúng ta có từ fly, tặng cùng là âm y dài, trước nó là phụ âm, phải không? Thì ta sẽ biến âm y dài thành âm y ngắn rồi thêm e s vào phía sau. Ví dụ từ study, từ hurry cũng tương tự như vậy. Nhưng khi động từ kết thúc bằng một nguyên âm cộng âm y dài ở cuối thì chúng ta sẽ không thay đổi y dài thành âm y ngắn mà chúng ta chỉ thêm s. Như ví dụ chúng ta có từ buy, từ bait, từ play, vân vân, phải không? Thì mọi người có thấy cái chữ buy ấy không? Thì tặng cùng là âm y dài, trước nó là nguyên âm u, phải không? Thì chúng ta không biến âm y dài thành âm y ngắn nào, mà chúng ta chỉ thêm s vào như bình thường thôi. Rồi vậy cái cách phát âm s hoặc là es, chúng ta sẽ có ba cách phát âm, phải không? Thì chúng ta sẽ phát âm là z, z và is, phải không? Is, ok. Rồi khi es, s hoặc là es phát âm là s. Ok. Thì ở đây trong trường, không? Ở trong trường em thì giáo viên sẽ chỉ đó là gì, một cái mẹo đó là gì, khi động từ tặng cùng là những cái âm này, không? Ở cái cùng một đó mọi người có thể thấy đó là gì, tặng cùng là âm b, b e t t e k k e z s hoặc là b s hoặc là t
TS hoặc là TSE không? Thì khi thêm ES vào thì S hoặc là ES vào thì động từ thì âm ES hoặc là S nó sẽ được phát âm là âm S rồi không? Nhưng mà có một cái form, nhưng mà có những cái quan điểm cho rằng đó là gì, thường người ta sẽ dựa vô cái, nhưng mà cái từ tận cùng này nó chỉ là cái mang tính tương đối thôi, không thường người ta sẽ phải dựa vô cái phần phát âm của nó để xác định ES hoặc là S nó sẽ được phát âm như thế nào ha. Thì hôm qua em có học một cái buổi của cô phải không? Thì cô cũng có chỉ đó là gì? Đối với những cái âm mà nó là âm unvoiced. Stops. Hopes. Nó sẽ không được phát âm ga thì khi em ES thì ES nó cũng sẽ được phát âm là một âm unvoiced, tức là gì, nó sẽ được phát âm âm S ấy không? Ví dụ chúng ta có từ to has no to rise from to books to looks to vân vân from. Thì ở đây em nêu ra cái ví dụ do là không có thời gian, do vậy là em nghĩ ở đây em chỉ trình bày những cái ví dụ ra cho mọi người sẽ dễ hiểu hơn thôi. Rồi khi es hoặc là es phát âm là is, khi động từ tận cùng là âm, những cái âm này phải không, thì ở đây em chỉ nói vắn tắt rồi nha, thì mọi người có thể nhìn thấy nha, âm S không hoặc là E. Không, thì tóm lại là mọi người có thể chụp lại cái màn hình phải không, để mọi người có thể coi lại. Và khi S và ES phát âm là is, thì khi động từ tận cùng là S hoặc là CE hoặc là SE không? Mà ở đây mọi người có thể thấy đó là CE hoặc là SE nó sẽ thường phát âm là âm S không? Còn SE không? Nó có thể phát âm là âm Z không, thì hoặc là âm S, H hoặc là âm Z, E hoặc là âm C, H không, thì ở đây theo em nó nghe là những cái từ tận cùng nó chỉ mang tính tương đối thôi, thì mọi người cũng thường là mọi người sẽ nên nhìn vào cái cách phát âm của cái từ tận cùng ấy để mọi người xác định cái cách phát âm nha. Thì những cái động từ tận cùng là những cái hằng này thì nó sẽ được phát âm là âm is không? Ví dụ chúng ta có từ the kisses không? Từ the pieces, the houses không? The uses, the languages không? The watches, the catches vân vân không? Tiếp tục chúng ta sẽ thực hành một số cái bài tập liên quan. Thì hay mọi anh chị nào biết thì anh chị có thể hãy bật mic lên để nói luôn ạ. Câu số 1. Cooks. No. Cook. Ở đây tuy nó là danh từ số tuy riêng, nhưng mà ở đây mọi người sẽ lưu ý cho em một cái trường hợp, đó là gì? Nếu như danh từ riêng được nói với chữ and
và sau chữ and nó lại là một danh từ riêng nữa, thì nó là từ hai trở lên rồi, không là hai người rồi, mà hai người trở lên nó là số nhiều, do vậy từ cook này nó sẽ ở dạng là nguyên thể không chia. Câu số 2. Cook nguyên thể. Ở chủ số phải là động từ ở câu số 3. Cooks. Yeah. Do từ cái chủ từ này phong nó do nó là tên riêng phong. Là danh từ số ít phong, do vậy là danh từ số ít thì động từ xem s r e s, nhưng mà ở đây từ tận cùng là âm k phong, do vậy chúng ta chỉ thêm s rồi thôi. Rồi câu số 4. Giữ nguyên. Yeah. Giữ nguyên. Em đã nói rồi. Câu số 5. Yes. Let's start. Okay, so do ở đây nó cũng là một cái tên riêng phong, do vậy động từ sẽ thêm s hoặc là es. Mà ở đây động từ tận cùng là S, H. Hồi nãy em đã nói rồi, nó nằm trong cái nhóm ở trên. Ok, phong do vậy nó sẽ thêm ES phía sau. Phong. Phong. Em nghe theo. Tiếp tục. Câu sao? Câu số 6. Do chủ từ là số phong, do vậy động từ ở dạng nguyên thể. Số 7 cũng tương tự. Câu số 8. Studies. Ok, so thì ở đây do nó the Randy nó cũng là danh từ số ít, nó cũng là tên riêng phong, do vậy động từ thêm s or es. Mà ở đây như chúng ta đã có cái nguyên tắc ở trên rồi phong, đó gì khi động y dài là một phụ âm thì chúng ta sẽ biến âm y dài thành âm y y ngắn, rồi sau đó thêm es rồi vào. Câu số 9. Giữ nguyên. Giữ nguyên, chủ từ là ai, phải không? Rồi câu số 10. You. Giữ nguyên. You was. Thì động từ was. Was. Giữ nguyên. Nguyên. Giữ nguyên. Oh, bây giờ chúng ta sẽ cùng nói speaking. So your one typical day. So ngày của bạn sẽ diễn ra như thế nào? Thì ở đây em sẽ có một số cái từ vựng gợi ý cho mọi người ha. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có từ check my phone first thing in the morning, phone, hoặc là check my phone right after waking up, tức là gì? Tôi phòng kiểm tra cái điện thoại ngay sau khi thức dậy, phòng. Thì ở đây thường sẽ có một số các anh chị ở đây, ngay cả em luôn, phòng. Thì khi thức dậy là em sẽ thường kiểm tra cái điện thoại, phòng. Rồi tiếp tục chúng ta có từ go through my emails, phòng. Tức là gì? Kiểm tra, xem qua cái email, phòng. Rồi tiếp tục là gì? Make my bed, phòng, tức là gì? Gấp cái chăn mền, dọn giường ngay cho nó ngăn nắp ấy, phòng, hoặc là gì?
Tiếp tục chúng ta có từ wash my face, rửa mặt. Get dressed, không? Get dressed, ok, so là thay đồ. Form nó bằng nghĩa với cái cụm từ đó là gì? Put something on, mặc cái gì đó vô, không? Rồi chúng ta có từ brush my teeth, tức là đánh răng. Brush my hair, chả tóc. Press snooze button, có nghĩa là ấn vô cái nút báo thức ấy, không? Thường là ngủ nướng ấy, em hay ngủ nướng ấy, cái đồng hồ báo thức em sẽ ấn vô cái nút báo thức để cho nó dừng lại. Make breakfast là làm bữa sáng. Comb my hair, wash face, không? Take a shower là tắm vừa sang. Hoạt động buổi chiều chúng ta có từ have lunch. Play with my schoolmates, tức là chơi với bạn. Do my homework. Watch TV or cartoons, là xem TV hoặc là xem hoạt hình đấy. Play football, volleyball hoặc là basketball, vâng. To dance, to come back home, vân vân. Các hoạt động buổi sáng tối thì chúng ta sẽ có gì? Have a shower, to have dinner with parents, to read a book, to phone my friends, to send a text home, tức là nhắn tin, gửi tin nhắn ấy, to take the rubbish out, tức là đổ rác home. Chúng ta có từ rubbish. Rubbish nó sẽ bằng nghĩa với từ grab it home. Nó cũng có nghĩa là gác, không? Tiếp tục chúng ta có từ deation, có nghĩa là hiện hội huyền. Set the alarm, tức là đặt chuông báo thức. Tiếp tục chúng ta head to the classroom to brush my teeth. Có nghĩa là các anh chị là thì sẽ thường là quan tâm tới da của mình, phải không? Do vậy là sẽ thường là skin care vào buổi sáng, phải không? Vậy chúng ta get changed into my yoga clothes, tức là thay đồ tập yoga ấy, phải không? Hoặc là gì, chúng ta sẽ có là gì, do some yoga hoặc là do some meditation, tức là ngồi thiền định hoặc là tập yoga. To head downstairs to workout, không? Tức là xuống lầu để tập thể dục, không? Do some simple physical exercise, tức là một cái bài tập, vài cái bài tập đơn giản, không? Hoặc là chuẩn bị cái buổi sáng, tức là make and eat breakfast, tức là chuẩn bị và ăn sáng. Hoặc là gì? Have some warm to drink on an empty stomach, tức là uống một cái gì đó ấm bụng, không? Ấm bụng, đó cho nó ấm khi bụng đói, chưa ăn gì, không? Thì thường kiểu như là bác sĩ, em thường nghe nói đó là gì? Nên uống nước nóng vào buổi sáng ấy, không? Thì em nghĩ là trong nhóm cũng sẽ có một số anh chị là có thói quen uống nước nóng vào buổi sáng, không? Rồi, tiếp tục là gì? Take my dog out for a walk, không? Hoặc là make my favorite morning coffee, leave home, get to home or arrive at school, không? Hoặc là start my lesson, không? Hoặc là have a break, không? Tức là nghỉ giải lao, take, không? Một số cái hành ngữ, tục ngữ. Chúng ta sẽ có một số cái hành ngữ, tục ngữ đó là gì? On early board, không? Tức là gì? Những người hay thức dậy sớm đấy,
an early riser. Vâng. Hoặc là rising side, có nghĩa là thức dậy và tỏ sáng, kiểu như là thức dậy một cách tràn trề đầy năng lượng ấy. Vâng. To be under the weather, tức là cảm thấy không được khỏe lắm. Hit the books, tức là gì? Cắm đầu vào học một cách nghiêm túc, không? Vâng vâng, thì ở đây em đã liệt kê ra một số cái từ vựng cho mọi người rồi, không? Mọi người có thể chụp cái màn hình lại để mọi người nghiên cứu thêm. Tiếp tục bây giờ mọi người sẽ ghi khoảng là 15 câu để mọi người sẽ tóm tắt về những cái hoạt động hàng ngày của mọi người bằng tiếng Anh. Mọi người sẽ ghi và sau đó là mọi người sẽ gửi vào trong cái phần tin nhắn trong đây giúp em nhé. Mọi người sẽ có là khoảng là 5-3 phút, người sẽ ghi 15 câu ra. Sẽ viết một cái đoạn văn về cái hoạt động thường ngày của mọi người. Ở đây em sẽ có một cái số cái đoạn văn mẫu dành cho mọi người. Ha, đầu tiên đó gì? Ở đây đầu tiên là theo em ấy là mọi người thường không? Để cho cái phần nói nó hay hơn thì mọi người sẽ sử dụng một số cái từ nói không? Từ nói ấy, để nói cái câu lại với nhau để cho nó hay hơn. Ví dụ như là gì? Truth be told, hoặc là to be honest, hoặc là frankly speaking. Tức là gì? Hành thật mà nói là, phải không? They nothing special about it. Nó thì không có một cái điều đặc biệt, phải không? Không có một cái điều đặc biệt gì về nó. As I am working at, như, phải không? Thì bởi vì tôi là cái gì đó, không? Thì mọi người có thể thêm cái nghề nghiệp của mọi người vào. Ví dụ như là gì? Học sinh là student, vâng, không? Have on his way of living, không? Tức là gì? Sau một cái gì? Một cái giấc ngủ sau ấy, không? I used have to, hoặc là mọi người ta sử dụng, không? Không? Là một cái gì đó. I wake up early before the dessert. Không. Tôi phải thức rất là sớm, không? Bởi vì sao? Vì trước khi cái đồng hồ nó vang lên, chúng ta có the dessert và vang. Nó bằng những cái từ rings. Rising the morning at around. Sau đó
around. Sau around mọi người có thể thêm giờ vào. When I finally run out my bed. Khi mà tôi thật sự có thể là đi ra khỏi cái căn giường của mình. I had to bathroom to brush my teeth and do my morning skincare routine. Tôi đi đến cái phòng tắm phòng và đánh cái răng. Đánh răng và làm cái và làm hoàn thiện cái skincare buổi sáng ấy, không? Then I am out of the door. Tức là tôi đi ra ngoài, không? Then go. Hình như cái khúc này hình như em ghi lộn rồi mọi người. Mọi người sẽ bổ ấy, giúp em cái chỗ là ừ, đúng rồi. Then I am out of the door. Tức là vậy tôi đi ra khỏi cái cửa phòng ấy, phòng. Then I go down to a kitchen to boil some water for my morning tea. Tức là gì? Sau đó tôi đi xuống cái căn bếp phòng để nấu một chút nước ấy cho cái trà sáng của tôi. It takes me. Nó tốn của tôi khoảng ở đây sau test, sau the test cộng cho somebody thì sau nó sẽ là sau đó mọi người sẽ thêm cái thời gian vào, phải không? Ví dụ như là oh, it takes me 45 minutes to get ready, phải không? Tiếp tục, I leave the house at. Sau đó mọi người tiếp tục thêm giờ vào. After that, I go for hoặc là prepare, phone, hoặc là get ready, phone, là đi làm hoặc là chuẩn bị hoặc là gì, chuẩn bị sẵn sàng cho cái công việc hoặc là cái công việc học tập, phone, and start hoặc là begin, sau start và begin mọi người có thể sử dụng là động từ him in hoặc là to verb, phone, until noon, after lunch. After that, I return my job until. Sau until mọi người có thể sử dụng là thêm cái thời gian vào, phải không? Hoặc là một cái cụm từ gì đó, ví dụ như là gì? Oh, after that, I return my job until my father come back home, phải không? Hoặc là until 6 p.m., phải không? Vâng. I have dinner with my family and read books a bit before going bed at about 10 p.m. Wow. So. Tiếp tục kia. Ở đây em có một số cái bộ mẫu số 2 dành cho mọi người đó gì. As I have mentioned, I am a morning person. From là gì? Morning person tức là người thức dậy sớm ấy. So I obviously from I start my day with a cup of coffee. Tôi bắt đầu cái công việc của tôi, bắt đầu một ngày mới ấy bằng cái việc là uống trà, uống cà phê, phải không? Rồi, thì ở đây là mọi người chụp lại những cái bài này để mọi người sẽ vừa ý ấy, thì mọi người có thể hoàn chỉnh cái bài ha. Sau đó là mọi người sẽ học lên cái nhóm đem nha. Được không mọi người? Hoặc là nếu như anh chị nào không có thời gian thì rồi
học về câu phủ định câu nghi vấn của hiện tại đơn và sẽ và qua hôm sau nữa chúng ta sẽ làm một số cái bài tập để củng cố lại cái kiến thức trò chơi bằng một số cái trò chơi mà em đã chuẩn bị kiểu như là chị Phú á mọi người. Trò chơi ai là chị Phú, đúng rồi, đấy mọi người có thể ôm lại được cái kiến thức về hiện tại đơn. Rồi, ok, so bây giờ là còn khoảng là 7 phút thì em nghĩ là đầu tiên là em muốn mọi người sẽ góp ý cho em về ngày hôm nay. Mình thấy Đạt dạy rất là dễ hiểu và cũng mọi người rất dễ tiếp thu. Cái thứ hai mình muốn góp ý là về slide á, thì Đạt cần cải thiện một xíu về cái tròn màu sắc và phông nền á. Cái phông nền màu đen thì chữ màu đỏ với màu vàng sẽ làm cho mắt người đọc rất là khó đọc được. Và nếu như muốn mở một bài để mọi người đọc thì có thể chọn phông size cái màn hình cái bài đọc đó luôn để mọi người có thể theo dõi dễ hơn. Rồi cảm ơn Đạt nha. Bên đây có chế độ toàn màn hình hả chị? Em không có thấy đâu, bởi vì em không có biết. Dạ, tiếp tục còn ai không ạ? Chị rất là hâm mộ Đạt. Đạt mới cấp 3 thôi nhưng mà Đạt đã soạn bài và trình bày cho mọi người rất là dễ hiểu. Rất là cảm ơn Đạt. Đã tốn rất là nhiều thời gian, vừa cả là về kiến thức mà vừa cả phải trình bày slide rồi nữa. Nói chung là rất là cố gắng. Rất là cảm ơn. Con chào. Một chút là lần sau Đạt tự tin lên chút, không cần nhất thiết phải nói như không là em học trong trường, cái đấy có thể Đạt có thể là tự kết của mình ra cũng được đấy, không cần nhất thiết phải nói như câu đấy ra. Như thế đã cho Đạt cái thiếu tự tin khi giảng dạy ấy. Mình cứ tự tin đi, tại vì ở đây mọi người học mình mà, mình là thầy là mình cứ tự tin mình nói đi, không vấn đề cũng phải là em học trong trường này không cần thiết, mình cứ tự tin nói thật trôi chảy, mọi người đều hiểu, bởi vì ai cũng có cái mẹo riêng của mình để học tiếng Anh. Nên là Đạt đang chia sẻ, rất cảm ơn Đạt. Dạ, có vậy nó không à? Em mời anh. Anh về. Dạ. To begin to work every day. Anh Văn Tân, anh có thể gửi lên cái nhóm Zalo được không ạ? Đó, còn ai có bấy gì nữa không ạ? Cảm ơn em vì có một bài chia sẻ hay cho ngày hôm nay. Với lại chị, ví dụ bữa em có làm bài tập á, có cho mọi người làm á, thì em ghi đáp án luôn. Có nhiều khi mọi người mới học á, nên là em nói nhiều người họ không biết là phải dùng động từ gì á, nên em viết ra luôn cho mọi người dễ hiểu. Chị chỉ góp ý vậy thôi. Em mời chị Phùng Hy đây. Hy gì? Hy đi. Qua Vũ à. Dạ vậy nếu như không còn ai có bấy gì nữa không ạ? Nếu như không còn ai có bấy thì mình sẽ chuyển qua tiếp theo nha mọi người. Thì tiếp tục là gì? Ở đây chỉ còn 3 phút cuối thôi, thì em nghĩ là trong đây có anh chị nào học khá không thì có thể chia sẻ cái kinh nghiệm học cho mọi người được không ạ?
Alo. Rồi nếu như không có ai vậy thì em nghĩ mọi người hôm sau em nghĩ là em sẽ có phần gọi là trả bài nha mọi người. Em đã bắt chế phạt đó nha. Em nói trước em rất là gì, em rất là nghiêm, kiểu như là em rất là khó tắm luôn ấy. Ai mà không học bài là em sẽ bắt chế phạt ấy. Căng tụt em ơi. À. Vậy thế sao em, vậy không mai em sẽ trả bài chị Hằng Trương trước nha. Anh Huy có vẻ cười vui khi em có trả bài ấy. Tại vì em nghĩ nếu như khi mình đã học kiến thức, dù cho mình học có nhiều cỡ nào mà mình không học bài thì không thành thì nó sau môn gì nó cũng quên hả. Cho nên là phải học bài. Mà em không, đâu phải là hôm nay em học em cho nhiều đâu. Phải không? Em cho có vài cái công thức thôi. Chủ yếu là thực hành thôi. Phải không? Thì mọi người cũng cố gắng bỏ ra một xíu thời gian để học ha. Dạ. Nhắc vậy lại bài tập Đạt ơi. Đạt ơi, nhắc lại bài tập cho mọi người một cái. Bài tập là một cái đoạn văn. Phải không? Không, mọi người... Dạ, mọi người sẽ viết một cái đoạn văn về những cái hoạt động hàng ngày của mọi người. Sau đó mọi người sẽ gửi lên nhóm cho phòng gửi lên nhóm. Sau đó khi mọi người đã được kiểm tra rồi thì mọi người sẽ ghi âm lại bài nói của mọi người và mọi người sẽ gửi tiếp tục vào nhóm. Nhận nhá lô của cô Hạnh. Hello everyone. Ủa đến giờ của em chưa? Dạ rồi chị. Rồi vậy bây giờ mình bước qua đây nha mọi người. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye Đạt nha, bye Đạt nha. Cảm ơn thầy giáo nha. Mình có cần ngắt ra hai clip không? Không anh tắt đi anh tắt đi. Anh tắt đi.